sao vậy? Đó. Ông đi đại quân, rượu tuy nghèo nhưng còn nhiều hơn rượu. Tào lao. Dạ, nhà quý hả? Tầm bậy tầm bạ mà cũng hát. Nghe anh mày hát nè. Rồi anh hát rồi, anh hát rồi. Hát là phải hát cho đàng hoàng. À. Không được chế lời sửa văn của tác giả, người ta quýnh mày chết. À. Nghe nè. Uống đi đại quân. Dạ. Rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương gì, xin kính cẩn tay nâng mời người tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn ân tình. Hay, hay quá mà đừng hát nữa, hát cho ngủ hết luôn á. Hát là phải hát như vậy nghe không? Thôi rồi, rồi, rồi vô đi. À. Chúc mừng là anh em mình có một cái Tết vui vẻ. Dạ. Tặng mày một cành hoa, một cành hoa kỷ niệm. Trời ơi anh ơi, nãy giờ nhậu hết mồi, ăn bông chuối muốn chết rồi mà giờ còn tặng hoa giả cho em làm gì? Không, cái này không phải để ăn. Hả? Mà cái này là kỷ niệm. Nhà của tao hoa giả nhiều lắm, tao đi từ đầu trên đến sớm dưới tao tặng hết. Đây khỏi, anh để này qua bên, cái này là hoa giả, em là em chơi hoa thiệt. Dẹp. À. Ừ. À. Gì vậy? Tự gọi con bộ em. Alo. Lai hả? Nhớ em nhiều sao chẳng nói. Nó cúp máy không? Cái mặt mày mày đặt đi cua gái. Nè nè, anh không có chọc em ha. Em là em đang buồn thất tình lại lâu mình lắm mà. Mình phải biết mình là ai, mình làm gì, thấy không? Mặt mày phải mày đẹp trai như tao mày muốn cái cua vậy, gái. Cái được. Gì vậy? Trời ơi. Chưa phải rồi, anh đừng có nói vậy. Ê. Nói đẹp trai là chọc em. Ai ai sách cuốc. Nhậu lắc thế là cũng gây lộn nữa cho coi nha. À. Trời đất ơi, Tết nhất là không ra ra đi làm mà đồng làm án. Cuối ngày cái nhậu, thấy bay nhậu hôm mấy ngày Tết rồi giờ còn ngồi nhậu nữa là sao? Từ từ từ. Vậy? Sao hôm nay nhậu dắt ghệ nào dài vậy? Trời, mày khùng hả? Mày nhậu quá mày khùng hả con? Bác Tư, xuống nhậu Bác Tư. Ba ngày Tết người ta đi đi thăm đồng, thăm ruộng. Mà tới mấy cái tiết xuân này nè, là lúa dễ bị là mà sâu bệnh lắm nghe chưa? Trời ơi, mệt ăn quá. Vui xuân thì cũng vui có chừng có mực, và phải lo chuyện đồng án nữa. Ông nhớ cái vụ mà sai xỉn mà chặn đường con úp lượm, làm là cái những điều không đúng đắn, úp lượm còn bà hai lúa, nhớ không? Rồi bây đâm đầu xe rồi mẻ đầu sức chán mà chưa tở cái sao bây giờ còn nhậu nhẹt hoài vậy? Trời ơi, bác Tư. Con là thanh niên nè, đó, con biết rút kinh nghiệm đàng hoàng. Ờ. Đợt trước nhậu ở ngoài con gây chuyện bậy bạ. Đúng. Rút kinh nghiệm, nay nhậu sao? Trong vườn. Trời. Đâu gây bậy ai đâu. Nhậu trong vườn không có thôi gì đà. Lọt mương. Bây giờ cái chuyện nhậu nhẹt bê tha là đã qua rồi. À, bây giờ thanh niên, người làm nông là phải biết vui sưng có chừng mực, biết thăm đồng án, để biết làm ăn để tạo ra cái tích lũy cho gia đình mình được hạnh phúc chứ. Ồ bác Tư đừng nói, con bác Tư mới ra ruộng về nè. Chứ còn gì nữa? Trời đất ơi. Ngày mấy Tết mà bác Tư xiên với bác Tư. Phải xiên chứ, phải xiên mới có cái mà ăn chứ. Mới phải làm gương cho con cho cháu chứ. Ai như bay vậy? Dẹp ruột ra đồng thăm ruột đi. À bay không nghe ông bà ta có câu người nông là bà nhất nước nhì phân tam cần tứ giống hay sao vậy? Đúng à? Rồi. Bác Tư nói đúng á, mày phải nghe. Chứ rồi. Gì nữa? Rồi. Bây giờ bác Tư là người lớn. Bác Tư làm gương là con phải nghe. Đúng sao? Rồi con sẽ nghe lời bác Tư. Vui xuân có chừng mực. Đúng. Không quên mùa dậu. Đúng. Đúng không Tư? Cả mày lớn cả nè. Vui xuân có chừng mực. Đúng. Không quên mùa dậu.